Trường Tác Khứ Niên Hoa trân trọng giới thiệu quyển 2 Quỷ Thù Già Mã Linh. Xin chào mọi người, Gia rất là vui hôm nay được quay trở lại mọi người cho tập 41, một cái tập mà sẽ bớt đi một chút xíu thanh dị, bởi vì lâu lâu mình cũng phải xen kẽ những sự rùng rợn và những cái sự lôi cuốn của những chi tiết thanh dị bằng cốt truyện và cái lý do của những câu chuyện đằng sau đó, chứ nó không chỉ đơn thuần là buổi diễn đọc của những câu chuyện ma hoặc linh dị ma quái, mà nó là một chuyện tiểu thuyết được phong tác dựa trên những hồi ức được kể lại và có thật, cho nên là nó có cốt truyện đằng sau đó và được thể hiện bằng hình thức là tiểu thuyết. Và hôm nay đó, Giao sẽ được diễn đọc cho mọi người cho tiếp tập 41, một cái tập mà giải thích cho mọi người nhiều hơn cái diễn biến mà sau khi Thu Hồng đó muốn có một cái vị trí thích thức của Đoàn Cận và có thành công hay không, rồi liệu rằng là cái nhân vật Lê Cảnh của chúng ta có trở nên mạnh mẽ hơn hay không, và như một Hoàng Minh mà các bạn fan có nhắc đến rất là nhiều đó, thì liệu anh ta đóng cái vai trò gì trong cái câu chuyện này. Giao xin mời mọi người cùng bước vào tập 41 và thưởng thức nha. Tập 41, cuộc nạp thiếp bất thành và mối liên hệ mờ ám của Hoàng Minh. Ngoại truyện 1, Vu Sư Kỳ Truyện, Trường Tác Khứ Niên Hoa. Lê Cảnh vừa ôm con trai vào lòng, vừa mơ màng suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra gần đây. Con gái lớn Giai Huệ cũng nằm bên cạnh, phát ra tiếng thở đều đều. Nhìn đầu mày nhíu chặt của con gái, Lê Cảnh không kìm lòng được mà lại thở dài lần nữa. Nghĩ ngợi đến chuyện Sao Bân kể cho cậu lúc nãy, Lê Cảnh vừa cảm thấy sợ lại càng cảm thấy xót xa trong lòng. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài. Đại chú phu nhân. Anh Sáu, có chuyện gì vậy? Lê Cảnh vội vàng đặt con xuống, kéo tấm chăn mỏng che lên cho bé, rồi bước ra ngoài mở cửa. Đại thiếu phu nhân, lúc nãy bên nhà lớn cho người mời phu nhân qua bển cùng ăn tối bữa nay. Đại thiếu gia cũng đang ở bển. Vậy hả anh Sáu? Anh Sáu, anh có biết chuyện gì không? À, tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc có liên quan đến con quỷ Hồng Cảnh. À, phu nhân, cậu đừng suy nghĩ nhiều, đại thiếu gia không phải người như vậy đâu. Không sao, em biết rồi anh Sáu. Lát hai bé dậy em chuẩn bị, rồi anh đưa má con em qua bển nha. Ừ, được rồi, mà phu nhân nghỉ ngơi thêm chút đi. Dạ, anh Sáu. Sau Bân nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt Lê Cảnh mà cũng không biết phải an ủi cậu ra sao. Mấy năm nay, sự hy sinh và yêu thương chồng con mà Lê Cảnh dành cho đại thiếu gia và cả cái gia tộc này đều không thua kém bất kỳ một người mẹ, người vợ nào hết. Tất cả những điều này hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nếu đã bước chân lên cái địa vị đại thiếu phu nhân kia, hắn biết sự hy sinh như vậy chưa chắc đã đủ. Hắn không biết liệu còn có những chuyện đáng sợ hay đau lòng nào còn chờ Lê Cảnh phía trước. Chỉ hy vọng cậu có thể cứng rắn hơn một chút. Lê Cảnh quay người trở vào phòng, không tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi nữa, mà ngồi bên cạnh giường, thẫn thờ nhìn hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Bất giác, Lê Cảnh cảm thấy mình phải cứng rắn hơn, phải mạnh mẽ hơn, chứ không thể cứ thụ động chờ đợi sự tấn công hết lần này đến lần khác của những kẻ tham lam ác độc kia. Cậu biết tất cả những việc này cũng chỉ đến từ sự tham lam và không cam lòng của những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Còn ả Thu Hồng, lần này ả đã dám đụng đến ta thuộc kia tợn đó, thì ả phải chuẩn bị cho những hậu quả mà chưa chắc ả đã hình dung ra khi dám bán linh hồn cho quỷ. Lần này cậu sẽ không cam chịu mà nhẫn nhịn cho qua chuyện. Trước kia Monique đã nhiều lần nhắc nhở cậu phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được cho mấy đứa nhỏ và Đoàn Cận. Khi đó cậu chỉ nghĩ mình không đụng chạm gì đến ai thì cũng bớt gây ra thêm sóng gió cho chồng mình. Nhưng mà có lẽ cậu đã sai. Vừa bước vào cánh cổng nhà lớn,
Lê Cảnh đã bắt gặp những ánh mắt đầy ẩn ý của người hầu kẻ hạ xung quanh. Có ánh mắt thương hại đồng tình, cũng có ánh mắt hạ hê như muốn xem diễn. Lê Cảnh, một tay bé nhóc chính chưa đầy một tuổi, một tay chắc con gái lớn Gia Huệ, bước từ từ qua hành lang khúc khuỷu dẫn đến chính viện. Cậu bước đi chậm rãi, cũng không để ý đến những ánh mắt soi mói xung quanh. Chưa bước vào chính viện, cậu đã nghe thấy tiếng cười nói vang lên bên trong, cùng tiếng cười sáng sảng của Đoàn lão gia, chồng cậu. Đại thiếu phu nhân tới rồi, thưa lão gia. Dạ, con chào cha, nương, Gia Huệ, chào ông nội với bà nội đi con. Dạ, con chào ông nội, chào bà nội. Tiếng chào của Gia Huệ vang lên, cô bé khoanh tay chào hết tất cả những người đang có mặt trong gia chính viện, làm Đoàn lão gia và lão phu nhân hết sức hài lòng. Từ nhỏ, hai ông bà đã thương yêu Gia Huệ, không chỉ vì bé là con gái đầu lòng của Đoàn Cận, mà còn vì linh lực tiềm ẩn của bé rất mạnh. Lê Cảnh bước qua đứng cạnh Đoàn Cận, anh vỗ ra hiệu cho người hầu kéo thêm cái ghế cho cậu ngồi bên cạnh. Mặc kệ ánh mắt ghen ghét trách móc của ả Thu Hồng đang đứng đằng sau anh, Lê Cảnh nở nụ cười với Đoàn Cận rồi ngồi xuống bên cạnh. Đối diện cậu, Đoàn Văn dùng ánh mắt khiêu khích khóe môi nở nụ cười ngã ngớn, khiến ánh mắt Đoàn Cận tối sầm lại. Giọng Đoàn đã phu nhân vang lên. Hiểu Cảnh à, hôm nay nương gọi con qua đây là có việc muốn nói. Mấy năm nay con thương yêu A Cẩn, xin con dưỡng cái cho gia tộc này, ta và lão gia đều nhìn thấy hết. Nhưng hôm nay định ra hôn sự cho lão nhị Đoàn Văn, ta với lão gia cũng muốn báo hỷ nạp thiếp cho lão đại Đoàn Cẩn. Loạn soạn, tiếng tách trà bằng sứ rơi xuống đất vỡ toang. Tuy đã biết chắc chắn chuyện sẽ xảy ra như thế này, nhưng Lê Cảnh vẫn không kiểm soát được bàn tay run rẩy vì bàng hoàng. Đoàn Cận lo sợ rồi ôm lấy cậu vào lòng, nhìn khoe mắt ửng đỏ dần của Lê Cảnh mà lòng anh đau đớn. Nhưng vở kịch này anh vẫn cần diễn tiếp, giờ vẫn chưa đến lúc thu lưới. Lê Cảnh cố gắng hít sâu, cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất có thể để trả lời. Nương, con hiểu, không biết dì nương của chồng con là vị nào? A Cảnh, nương hiểu cảm giác của con, nhưng thật ra chuyện này đêm qua lão đại và A Hồng đã lỡ có phu thê chi thực. Tuy là việc không mong muốn, nhưng dù sao cũng đã xảy ra. Ta mong con rộng lượng mà nhận lấy nàng ấy làm thiếp thất cho chồng con đi. Nương, con hiểu, nếu thật sự xảy ra việc như vậy, chắc chắn con sẽ không thể để cho cổ thiệt thòi. Nhưng con không chắc đó có thật là chuyện đã xảy ra hay không, có phải cổ thất thân vì chồng con hay không. A Cảnh, nương biết con không thể chấp nhận chuyện ngay lúc này, nhưng sự thật thì đêm qua A Hồng đã ngủ trong phòng của lão đại. Nương, con hiểu, nhưng con không tin chồng con đã làm cô Thu Hồng thất thân. Ai cũng được, chỉ là cô ta, con không đồng ý. A Cảnh, em. Đoàn Cận chưa kịp nói hết lời đã nhìn thấy đôi mắt cần ngấm nước và sự kiên quyết trong ánh mắt đó, khiến anh ngỡ ngàng mà không thể thốt thêm lời nào nữa. Đại tổ à, tổ vô lý như vậy cũng quá đáng lắm đó. Chuyện tam thê tứ thiếp của đàn ông chẳng phải lẽ thường tình sao? Tổ chê xuất thân của người ta sao? Chẳng lẽ tổ quên xuất thân của mình rồi? Giọng nói đầy châm chọc và giễu cợt của Đoàn Văn vang lên như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Lê Cảnh quay sang nhìn thẳng vào hắn ta, bỗng nhiên cậu nở một nụ cười khiến cho mọi người trong phòng bất giác như hụt mất một nhịp tim. Cậu ba, tôi biết mình là ai, tôi mang ơn chồng mình suốt đời, nhưng tôi cũng không cảm thấy mình có gì hỏng xứng đáng với chồng mình hay Đoàn gia hết. Câu chuyện cô Thu Hồng, tại sao cậu ba cứ nhất định bắt tôi phải đồng ý cho cổ thành dì nương của anh Cẩn thì mới là hỏng quá đáng. Cậu Lê Cảnh, gia đốc chính mà lòng Đoàn Cận, rồi bước đến trước mặt cha mẹ chồng mình, quỳ xuống nói từng câu kiên định. Cha, nương, con không đồng ý cho Thu Hồng thành thiếp thất của anh Cẩn, không phải chỉ là ghen tuông như lẽ thường tình, nhưng con cảm thấy chuyện này xảy ra có điều không chính đáng. Mọi chuyện xảy ra cũng quá nhanh chóng, con không muốn suốt cuộc đời của con phải ân hận vì chuyện này, con càng không muốn vì chuyện này
mà anh Cẩn phải hối hận rồi sống không hạnh phúc trọn vẹn. Lê Cảnh, tại sao cậu không đồng ý cho anh Cẩn nhận tôi làm di nương? Cậu như vậy là không đúng. Cậu không có quyền như vậy. Tả Thu Hồng đổ mất kiểm soát, lao ra, vừa gào thét giận dữ, vừa xô đẩy Lê Cảnh đang quỳ trước mặt Đoàn lão gia và Đoàn lão phu nhân. Đoàn Cẩn hét lên: đủ rồi, ai cho phép cô dám hỗn với đại thiếu phu nhân như vậy? Đoàn lão gia nhìn sự kiên quyết trong ánh mắt của đứa con dâu vốn thương yêu đuối mấy năm nay, im lặng một lúc, ông thở dài lên tiếng: thôi, nếu cô đã nghĩ như vậy, chuyện này tạm thời chưa nhắc lại. Ta cũng thấy việc làm tiếp này cũng có phần hơi vội vàng. Dạ, con cảm ơn cha nương. Thôi, cho dọn bữa tối, cũng lâu rồi ta cùng lão phu nhân không cùng dùng bữa với gia đình lão đại. Nói xong, Đoàn lão và lão phu nhân đứng bước qua phòng ăn của chính tiệc. Mọi người cũng theo sau ông bà dần bước ra khỏi phòng. Đoàn Văn nhìn chăm chăm Lê Cảnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười để ẩn ý, rồi cũng quay đầu đi. Lúc này Đoàn Cẩn tiến đến muốn kéo Lê Cảnh đứng dậy, nhưng cậu tránh đi bàn tay của anh, tự đứng dậy rồi bất ngờ tát một cú thật mạnh vào mặt Hạ Thu Hồng vẫn đang đứng bên cạnh với ánh mắt không cam lòng. Mày dám đánh tao? Chát, một tiếng chát nữa vang lên khiến Hạ ngỡ ngàng. Hạ không thể tin được một người vốn luôn nhã nhặn với Lê Cảnh hôm nay lại trở thành một người khác, khiến Hạ trở tay không kịp. Cô Hồng, tôi không cần biết cô muốn leo lên giường chồng tôi là vì nghe theo lời ai, nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng cho rằng cô làm những chuyện ghê tởm kia mà tôi không biết. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ để cô có thể toại nguyện đâu. Còn nữa, cô còn dám nói hỗn với tôi lần nữa, tôi vẫn sẽ đánh cô tiếp. Vốn xưa nay, tôi không bao giờ muốn đánh nhau với phụ nữ, nhưng mà cảm ơn cô đã khiến tôi nhận ra là mình cũng không cần phải lúc nào cũng như vậy đã. Hôm nay là lần cuối cùng tôi nói nhiều với cô như vậy. Lê Cảnh nói xong thì quay sang bế nhóc chính trong lòng Đoàn Cẩn, rồi dẫn Gia Huệ bước ra khỏi chính viện. Bữa ăn tối Đoàn Phi ngượng ngùng của Đoàn gia cũng một cách nào đó kết thúc mà không có chuyện gì bất ngờ xảy ra nữa. Trở về nhà, Đoàn Cẩn vừa tắm xong bước ra khỏi tịnh phòng thì nhận thấy phòng mình đêm nay thiếu vắng bóng dáng ai đó. Chiếc rừng nệm mỏng phẳng phiu, cánh màn lụa trắng đã phủ xuống, nhưng chăn gối thì lạnh tanh mà thiếu đi sự ấm áp và hương sữa ngọt ngào như thường ngày. Anh thở dài, nở nụ cười bất lực, rồi khẽ tìm đến phòng con trai nhỏ. Cậu Hai, cậu. Xịt, mợ Hai ở bên trong. Dạ, nãy tôi kêu mợ Hai về phòng mà. Mợ Hai nói bữa nay mợ Hai ngủ với tiểu thiếu gia bên đây. Không sao, lát Vũ Năm dạo trong ngủ với tiểu thiếu gia, qua đưa phu nhân về phòng. Dứt lời, Đoàn Cẩn bước vào trong phòng, không nói lời nào mà bế bổng lấy thân mình đang nằm bên cạnh giường của con trai. Mình buông em ra, bỏ em xuống. Sao không về phòng ngủ với anh? Em vẫn còn giận hả? Buông em xuống. Không buông, em cũng đừng dễ dụa. Con tỉnh dậy bây giờ lại mất công Vũ Năm. Mình, anh muốn cái gì hả? Sao, giờ không thèm để ý đến chồng em nữa luôn sao? Cảnh, đừng như vậy. Chẳng phải anh đã đuổi A Kia về nhà lớn rồi sao? Đừng có giận nữa. Có chuyện gì, về phòng anh tâm sự với em. Cảnh ôm vợ mình về phòng, tham lam mà âu yếm người anh yêu thương. Mà đến qua nửa đêm, anh nhẹ nhàng hôn lên vợ mình, nhỏ giọng nói chuyện: Tiểu Cảnh, em hết giận chưa? Thôi mà, em đừng như vậy nữa. Em cũng biết anh không có gì với A Ta hết. Sao mình không nói được cho em biết? Em biết mình muốn tự mình trấn yểm giống hồn vị hôn thê cũ, nhưng sao mình không cùng em bàn bạc? Sao mình tự quyết định như vậy? Cái gì mà hôn thê cũ hả? Mình giống nhà ai đổ lên láng trong phòng vậy nè. Thôi, đừng có giận như vậy. Anh chỉ không muốn kéo theo em vào vở kịch này. Tất cả đều là vở kịch từ tay lão nhị hết thôi. Anh không muốn kéo em vào những chuyện ghê tởm như vậy. Mình, sao mình lại như vậy? Mình không muốn kéo em vô, nhưng mình có nghĩ em có thể yên tâm nhìn mình đối phó với họ như vậy sao? Em biết mình không có xảy ra gì hết với cô Hồng. Mình với em có khế ước linh hồn, mình quên rồi sao? Đâu phải tự nhiên em không đồng ý mà cha lại chấp nhận như vậy.
nhưng em giận mình lúc nào cũng giấu em tự mình giải quyết. Mình không tin em sao? Cảnh, Tiểu Cảnh, không phải như vậy. Anh chỉ là... Nhưng nói đến chuyện này, em cũng đừng tin anh chàng Hoàng Minh kia quá. Em có biết sáng hôm qua gã đến gặp Á Thu Hồng tại Hắc Miếu không? Cái gì? Mình nói, anh Minh, sao lại như vậy được chứ? Anh theo đạo Công giáo mà. Chật, em không tin anh sao? Theo đạo Công giáo thì sao chứ? Gã cũng sẽ bất chấp hết để cướp em khỏi tôi mà thôi. Mình, ây da, thôi được, em sẽ tìm hiểu chuyện này. Cảnh, em không được làm điều chi một mình, thế lực phía sau rất nguy hiểm. Cẩn, em hiểu mà, nhưng mình phải hứa với em, sau này làm gì, hai vợ chồng mình cùng làm, được không mình? Đừng giấu em mà tự cán đáng như vậy. Em, không muốn nhìn thấy mình bị thương một lần nào nữa. Em chịu không nổi. Được rồi, nhưng em cũng phải cẩn thận. Đêm rằm tới, bọn chúng sẽ thực hiện nghi thức hợp hồn cho cái xác của A Hồng. Trong 3 ngày này, anh vẫn phải diễn trọn vở kịch này với bọn chúng. Nhưng em phải tin anh sẽ không bao giờ phản bội em. Mình ơi, mình phải cẩn thận nghe mình. Nhưng dù sao, lần này em cũng không nhìn nữa đâu. Giang vừa trình bày xong tập 21 thì mọi người thắc rằng là rồi thì sẽ có một lúc Lê Cảnh sẽ tự mình đứng lên, tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, thì Lê Cảnh cậu mới có thể trở thành cái điểm tựa cho Đoàn Cận và tình trước những biến cố rất là to lớn, đúng không mọi người? Thì Giao cũng xin nhân dịp này cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Trường Phát Khứ Điên Khoa bằng cách để donate đến cho chương trình và ban biên tập. Và Giao cũng xin tiếp tục tái cái tài khoản mộ ở đây để mọi người có thể tiếp tục donate và ủng hộ cho các thực phẩm phim và ban biên tập. Ơn bạn Thanh Liễn tiếp tục ha, và bạn Hà cũng như là bạn Nguyễn An. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho ban biên tập vào tuần vừa qua. Cảm ơn mọi người, rất là cảm ơn các bạn. Giao xin được chia sẻ thêm rằng á, là mọi người trong ban biên dịch á, là cũng xin phép đổi cái cách xưng hô của Lê Cảnh từ Ba Cảnh thành Má Cảnh. Vì dù sao á, thì cậu cũng hiện diện trong câu chuyện như là một vai trò người mẹ và người vợ, và như vậy nó cũng sẽ phù hợp hơn với cái sự thật và văn hóa trong cái thời điểm đó mọi người nha. Và cũng như là Giao xin phép rằng là từ giờ đó thì cũng có thể là cũng có những cái lúc mà ban biên tập không thể nào đưa lên video hàng tuần được, vì Giao hiện tại là cuối năm lịch trình cũng khá là bận rộn. Mọi người sẽ cố gắng hết sức mình để mà luôn luôn đem đến cho mọi người những diễn đọc hay nhất nha. Đồng thời đó, ở trên trang web thì các cái chương truyện cũng đang dần dần được liên tiếp, mọi người có thể lên đó xem nha. Ở trên đó thì khi mình đọc câu chuyện thức đọc á, thì cái cảm nhận của người sẽ khác hơn, chắc là nó có một cái sự thú vị theo kiểu khác. Người luôn luôn là nhớ nhấn đăng ký nè, nút chuông rồi nhấn follow nha, cũng như là người nhấn video thì những cái nút like nè, nút đăng ký đó nó có mang ý nghĩa rất là to lớn. Như vậy thì mọi người sẽ giúp cho chương trình có thêm những thành viên mới, và kênh thì cũng có thêm tinh thần để mà tiếp tục giao lưu dài lâu với các bạn fan mọi người nha. Tao xin được mong mọi người rất là nhiều. Chào mọi người, người một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và an bình. Vì thông say hơi liễu tí hồng, cảm sáng như trong lý nhận buồn sáng mù sông. Nà y hào tích làn gì, cho ya ya chất chân lòng.